bà con và các bạn. Hiện tại thì bộ phận kỹ thuật của công ty đang trên đường đi đến thành phố Bến Tre để thăm một số hộ nuôi liên kết với công ty tại khu vực đó. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ ghi lại cái video về hành trình đi đến Bến Tre. Và bà con và các bạn theo dõi nhé. Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ xuống phà nha các bạn. Thì vẫn thuộc địa phận của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đi khoảng mấy km nữa thì mình sẽ đến huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre. Sau khi qua thì chúng ta sẽ đến với thành phố Bến Tre. Bây giờ mùa vé ha các bạn. Chúng ta đã đến thành phố Bến Tre rồi.
bị ghé nhà hướng dẫn các bạn. Hiện tại chúng ta đã đến hồ nuôi các bạn. Hồ nuôi này có 3 con gái. Đi 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 đi. Giường rất là rộng và rất tiện. Anh thả nó qua được. Khi nào nó chịu mổ qua để qua nó cũng dạy luôn tân. Mình thả qua đi nó chịu nó hút luôn hả? Nhiều đã. Em để nó hút nước á. Heo mới tách bậy. Mới tháng 2 về nào anh? Mình ra hàng tháng à. Để có thêm nuôi dê nữa các bạn. Rồi, đây là hộ đầu tiên. Rồi. Đây là hộ nuôi thứ hai các bạn. Bốn ngái một đỉnh à. Tận dụng chuồng cũ. Chuồng này là chuồng heo trắng cũ các bạn. Đây, heo trắng cũ rồi tận dụng lại nuôi. Rất là tiện, đỡ tốn chi phí. Rồi. Cái tiền sao sai. Này mình tận dụng mình nuôi thấy cực không vậy? Không. Cho cắt lá chuối lại sáng giờ bắt chặt củi không có cắt lá chuối cho nên. Chặt cái chuối cây á. Trời ơi, vô trời. Một xe nào nó ăn hết xe đấy, không đủ ăn. Cho nó ăn cám, sắc dừa. Sắc dừa hơi bị gì đấy à? Vậy? Béo. Không có. Trời ơi, sắc dừa ít rồi, trời nó xương xương đó. Bạch bạch của cái này đó. Đây, đây là hộ tiếp theo ha. Có hạn không kỳ á? Bốn ngái một đực. Bảy heo con. Có ngày nó nhả độc qua nó không đẻ à? Có thuốc gì tiêm cho đẻ không? Ngày sau bữa quên rồi không nói điện công ty xuống nặng đem cái heo cho nó đổ vô. Rồi tới hộ tiếp theo nữa, đây là một hộ cũng tận dụng chuồng heo trắng ha, trắng để nuôi heo rừng. Đây bên này. Đi 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 đi. Irritable. Đây, không hiểu được. Trời, ra qua thầm còn ha. Đây là bảy heo con. Đây có một bầy nữa, bầy này lớn hơn bầy này. Đi 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 đi. Rồi hộ này hộ tiếp theo ha. Đây là giữa chuối nên có nhiều chuối các bạn. Cho heo ăn chuối. Ở đây mình mấy nái một đực chị? Bên đây mình mấy nái? 5 nái. Dạ 5 nái một đực. Cái này mô hình 5 nái một đực các bạn. Dạ. Mày ông bới à. Đây cả heo con ở trong ha. Hồi đó mới vô cái trường đẻ cái gì nó mà nó ăn cùi banh vậy.
còn mẹ nhé. Thằng lái này quậy. Rồi tới đây thì chúng tôi cũng kết thúc cái video hành trình đi thăm các hộ ở Bến Tre này nhé. Bà con và các bạn thân mến, thì sau khi kết thúc một ngày thăm các hộ nuôi ở tỉnh Bến Tre thì chúng tôi quay về tỉnh Đồng Tháp. Bà con và các bạn thấy video này có ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho những người cùng biết và đăng ký kênh Vinh Heo Rừng để nhận được nhiều video về heo rừng tiếp theo nhé. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi.